Nếu như mà em vừa bật cái mic lên mà người dân người ta phản ứng thì trường hợp đấy là có, nhưng mà đó là cái lúc em mới bắt đầu đi hát thôi. Còn 3 năm đổ lại đây thì hầu như là 99% là đều không có. Trừ khi là mà ví dụ như mà chủ quán hay là quán đông khách quá, mình bở cái loa ra nó hơi bị ồn, người ta nói chuyện không to được thì người ta kêu mình nói nhỏ lại, hoặc là từ từ đã để nói chuyện với bạn này xong người ta order đã rồi hay nói tiếp. Chứ cái việc mà người ta phản ánh theo kiểu tiêu cực là ôi ồn nào quá này kia ba la thì em thấy là 3 năm nay đối với em là không có cái trường hợp như vậy. Thực ra là nói về những cái trường hợp mà bị bắt thì em nói thật là em không thể đếm nổi là em đã bị công an hay là đô thị người ta mời về phường là không biết bao nhiêu lần rồi. Cái lần kỷ lục của em là trong một tuần là em bị bắt tới 3 lần đó. Thì thực sự là nhiều lắm. Bây giờ anh hỏi em là bao nhiêu lần thì em không thể nhớ nổi, nhưng mà em nhớ những cái lần chính xác là mình lên kho bạc mình đóng tiền để mình lấy cái loa về đó. Lần nào thì trung bình là cũng 2,5 triệu một lần ấy đó. Thì người ta bắt bởi vì một vài những cái lý do thứ nhất là lấn chiếm lòng lề đường, lý do thứ hai là dùng loa phát thanh đó. Đấy là hai cái lý do nguyên nhân mà người ta bắt mình về phường. Thì thực sự là nhiều quá, bây giờ anh hỏi em thì em không biết được chính xác là bao nhiêu hết. Thực ra là cái thu nhập á, thì mình cũng sẽ không thể biết được chính xác là một đêm nó dao động là khoảng bao nhiêu, bởi vì nó cũng giống như kinh doanh. Ví dụ như bây giờ em là một người bán ô, cái hôm mà doanh thu em cao là những cái hôm trời mưa thì khách người ta đi ra thấy ô hay là áo mưa thì người ta mua, nhưng mà những cái hôm trời nắng thì chắc chắn tôi đâu bán được ô, đâu ai trời nắng mà đi mua áo mưa hay là ô. Thì em đi hát thì nó cũng như vậy. Ví dụ như những cái hôm thời tiết nó đẹp, khách đông, nhiệt tình, được bo tiền nhiều, bán được nhiều thì thu nhập cao. Nhưng có những hôm ví dụ như vừa mới mang loa ra alo lâu cái trời đổ mưa, thì anh thừa biết là khi mà trời đổ mưa thì cái lượng khách nó sẽ ít đi lại, bởi vì lúc đó thì đâu có nhiều người họ ghé vào quán được. Mưa thì thường người ta sẽ trú, trừ khi nào cái lượng khách đang ngồi cố định ở đấy. Còn trung bình nếu như mà em hát ở một quán thì ví dụ như vậy thì có thể là trung bình em sẽ bán được khoảng tầm 1 triệu đến gần 2 triệu tiền bánh đổ lại. Đấy là em đang ước tính thôi, còn trả lời chính xác thì rất là khó. Có những hôm mình vừa ra hát cái được trong quán có 2-3 bàn rồi, chưa kịp hát thì trời mưa, thì bây giờ 2-3 bàn đó người ta cứ ngồi cố định, mà 2-3 bàn đó ví dụ như gặp những cái người mà người ta sộp, người ta là những cái người thích âm nhạc, nó khác với lại 2-3 bàn người ta không quan tâm đến âm nhạc cho lắm. Cho nên là để trả lời chính xác là thu nhập một đêm như thế nào thì em cũng rất là khó để có thể là cho anh được một con số chính xác. Thực ra là sau khi mà một đêm mình thấy mình rất là bình thường, nhưng mà thì em ngủ dậy bao nhiêu tờ báo đập vào mắt mình là nghị định cấm loa kẹo kéo này là ba la ba la. Thực sự em đọc xong cái câu đó bản thân em thôi, em cảm thấy rất buồn. Buồn là bởi vì là âm nhạc mình đang đi kết nối, mình đang đi lan tỏa, mà tự nhiên bây giờ có một cái tờ báo như vậy thì đôi khi cái ước mơ của mình đang bị dập xuống. Thì cảm xúc của mình thì mình nghe mình cảm thấy nó rất là buồn. Nhưng nếu như mà nói về cái lý, mình là một công dân, mình đang sống trong một cái đất nước thì chắc chắn mình phải tuân thủ cái pháp luật. Nếu như mà thực sự nghị định nó chính thức ra thì em là một công dân thì em cũng phải chấp nhận, mặc dù trong lòng mình cũng không cái vui về cái điều đấy. Thì em cũng rất là mong muốn ví dụ như nếu như bây giờ có cái nghị định là đề xuất là loa kẹo kéo không được hát như vậy, thì bản thân mình là một người đi hát, không phải chỉ riêng mình mà em còn có rất là nhiều đồng nghiệp khác, nhiều năm nay họ đang cố gắng sống dựa trên cái mức thu nhập từ cái việc đi hát, thì bây giờ ập một cái đến như vậy, đôi khi họ không tìm được một cái công việc gì khác phù hợp thì cũng rất là tội cho họ. Nên em cũng rất là mong muốn nhà nước cũng có thể đưa ra một cái đề xuất, ví dụ như là bây giờ những cái người mà đi hát giống như em trong một cái khung giờ nào đó được phép để hoạt động, ví dụ như bây giờ là từ 9 đến 10 giờ đổ lại là anh có được quyền được hát loa trong một cái tần số âm thanh nào đó đó. Thì em cảm thấy như vậy nó cũng rất là dễ chịu và hay, bởi vì cũng có rất là nhiều người họ đi du lịch, họ muốn nghe được cái âm nhạc đường phố. Mà theo như em nghĩ cái bản chất của đường phố Việt Nam là nó phải có âm nhạc và ẩm thực. Mà bây giờ nếu như bây giờ tôi là một người khách, tôi đi du lịch, tôi vào một cái quán, tôi chỉ được ăn ẩm thực thôi, tôi không được lắng nghe âm nhạc, thì nó cũng mất đi một chút nét văn hóa của đường phố đó. Nên bây giờ em cũng rất là mong nhà nước nếu như mà có ra cái nghị định này thì cũng sẽ mang theo một cái đề xuất nào đó kèm theo, ví dụ như là từ khung giờ nào đến khung giờ nào những cái người hát đường phố như vậy được phép hoạt động, và sau khung giờ nào thì không được hoạt động đó. Thì như vậy thì những cái người đi hát như tụi em cũng có một cái cơ hội để được mang âm nhạc kết nối ẩm thực, để đường phố Việt Nam mình nó là một cái nét văn hóa tuyệt hơn, ok hơn. Nói chung là bản thân mình khi mà mình nghe cái câu đó thì mình cũng không được vui cho lắm. Tại vì dù sao thì cái sự phản ánh của họ thì mình cũng phải là lắng nghe để xem coi là trong cái quá trình mà mình đi hát, những cái gì mà mình cảm thấy nó chưa được theo cái phản ánh chưa tích cực thì mình phải về mình thay đổi. Nhưng mà theo em nghĩ thì trong nghề thì mỗi người cũng sẽ có một cái cách làm khác nhau.
bản thân em thì em rất là mong muốn trong những cái đêm em đi hát thì làm sao đó để mang được âm nhạc là một niềm vui đến với những người xung quanh. Thì có thể là thời gian đầu em đi hát thì cũng có rất là nhiều họ phản ánh cái điều đó, hát rất là đau đầu, rất là mệt. Nhưng mà sau một thời gian thì mình cũng thay đổi được cái suy nghĩ của những cái người xung quanh cái nơi mà em đang hát. Còn những cái nơi khác thì em không biết. Nhưng mà em cũng rất là mong những cái người đồng nghiệp giống như em khi mà đi hát thì cũng có thể làm sao đó để mang lại âm nhạc là niềm vui đến với mọi người, chứ đừng mang một cái gì đó nó tiêu cực. Thời gian đầu khi mà mới bắt đầu cái công việc này á, thì hầu như là một tuần 7 ngày thì chắc là em sẽ đều đi hát. Nhưng mà bây giờ thì cái công việc này nó không phải là cái công việc chính giúp em có thu nhập như xưa nữa. Nên là bây giờ một tuần em đi hát trung bình thì nó khoảng tầm 2 đến 3 buổi thôi. Thì trong một buổi thì cái thời gian mình hát thì em sẽ không thể biết chính xác được. Tại vì em là cái người hát theo cảm xúc của khán giả nữa. Có nghĩa là trong một cái đêm em đi hát, chắc chắn là đầu tiên là em sẽ hát 2 đến 3 bài đầu tiên và em làm quen với khán giả đã. Và trong lúc em làm quen xong thì sẽ có nhiều người họ sẽ yêu cầu em hát bài này bài kia. Thì cái thời gian nó sẽ được dựa trên những cái bài hát họ yêu cầu. Ví dụ như họ yêu cầu nhiều bài thì thời gian mình hát nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà họ yêu cầu ít bài thì mình hát những cái bài họ yêu cầu xong rồi thì mình sẽ nghỉ. Ví dụ như em hát ngày đầu tiên ở cái quán này, em sẽ hát 2 đến 3 bài để em làm quen. Sau đó khách yêu cầu ABC ABC, em sẽ hát hết yêu cầu ABC ABC đó rồi sau đó em ngưng. Hết yêu cầu em sẽ ngưng chứ em sẽ không hát tiếp. Nhưng mà có những cái hôm mình đi hát thì cái lượng khách yêu cầu mình rất là ít. Ví dụ như một quán có 10 bàn nhưng chỉ có 1-2 bàn họ yêu cầu mình mỗi người 1-2 bài thôi. Thì coi như là cái thời gian mình hát nó đã ít hơn những cái lúc mà mình được yêu cầu nhiều. Cho nên thời gian để ấn định chính xác thì em sẽ không biết được. Nhưng mà nó trung bình một quán em sẽ hát khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Nếu mà có những cái lúc mà đông khách người ta yêu cầu nhiều thì có những đêm giống như kiểu Noel này, Halloween là những cái đêm mà âm nhạc nó luôn luôn là một cái cảm xúc kéo dài. Thì có những cái hôm em hát từ 9 giờ đến 2-3 giờ sáng cũng có đó. Đó.